ôm đèo bằng tay ga sợ lắm các bạn. Nó không có ghì máy á, xe nó cứ trôi, các bạn cứ ghì thắng thôi. Thì với một cái cua khúc như vậy á, các bạn không có đi bên này nha. Nếu như các bạn đi sát bên phải để các bạn ôm cua, để các bạn ôm cua thì nó rất là dễ hố cua và rất là nguy hiểm. Thấy không? Đó, với tình huống hồi nãy mà mình không lấy le bên phải để mình tấp qua là mình lủi luôn cái chiếc kia liền, chạy sao nổi, chạy sao kịp, không thể nào thoát được, lủi chắc. Ủa sao không ai được cánh tay để cứu luôn á. Má tim tốt dễ sợ luôn. Dù đây có mấy cái huy trò được ha, mà nó thiếu cái màn. Ok các bạn, bây giờ tụi mình lại tiếp tục lên đường nha. Không biết lúc đợi cho tụi mình đi đâu đây. Nghe đồn thì vẫn có thác Trường Hải, là cái thác hôm rồi mình có đi á. Nhưng mà đợt rồi đi quay thì cũng không kỹ lắm. Đợt này quay tiếp các bạn, lại tiếp tục tắm thác lên. Dành cho các bạn chưa biết á, thì khi các bạn tắm thác á, là nước ở ngoài nó lạnh bao nhiêu, nó nhiệt độ bao nhiêu, thì vô trong thác là các bạn phải tăng 30% độ lạnh của nó lên. Nó rất là lạnh các bạn. Trưa nắng gắt như vậy đó mà xuống cảm thấy rất là lạnh luôn á. Nước suối mà từ trong đá ra cho nên nó lạnh lắm. Mưa quá trời luôn các bạn. Đang chạy theo bướm quá trời luôn. Đã ghê á. Bướm quá trời luôn. Cầu Đắc Mui. Đây là vô đèo rồi nè, biết đèo gì đây. Sắp tới tập phải điện rồi nè các bạn. Trời ơi, cái con cu xì kia leo dốc ỉa đái luôn các bạn. Để đợt này về làm lại cái nồi. Sao được không? Khi em chạy á, thì em nhìn xa ra. Như em đang vô cái cua thì em nhìn xa cái cua ra nhìn vậy nè. Vô đây em cua phải đúng không? Thì em nhìn qua vậy nè. Có nghĩa là nhìn xa cái đỉnh cua bên kia rồi em ôm cua thì nó sẽ không bị hố. Còn em cứ nhìn, em nhìn gần, em nhìn cái tầm nhìn em ngắn quá. Mới chạy á là em mỗi lần quẹo là nó cứ ra giữa là em không à. Thì đúng rồi. Thì em phải từ giữa em tấp vô. Em từ bên giữa em tấp cái xe vô. Chứ mà bây giờ dán chạy cái xác cua đúng không? Ừ, cứ ôm xác cua nhưng mà cũng tùy. Em cứ là bây giờ em mới chạy được rồi, nhưng mà em cứ nhìn xa cái cua ra. Em đừng có nhìn gần quá, em nhìn gần quá thì em dễ hố lắm. Không có. Bay thôi các bạn. Trời ơi, tầm này mà không bay thì có lỗi với các bạn quá đúng không? Đây là cái đập thủy điện nè các bạn.
các bạn ơi, đi ăn cua xương xương coi. Ủa mấy cà phê dí theo mới sướng. À, hy vọng cái đoạn flycam là đủ để các bạn thấy là cái Việt Nam mình nó rất là hùng vĩ. Nó hùng vĩ theo một cách rất là Việt Nam các bạn. Ôi trời ơi, cưng dữ nha. À, rất là hùng vĩ ha. Hồi trước mình có đi cái đường này mà lúc bão các bạn. Còn hồi đi xuống khúc kia là đường khó lắm. Hơi khó chút xíu rồi chứ không đến mức độ. Nhưng mà mưa xuống á, là cái này nè, nước nó đổ xuống á, rất là nguy hiểm. Ôm đèo bằng tay ga sợ lắm các bạn. Nó không có ghì máy á, cái xe nó cứ trôi các bạn, chứ ghì thắng thôi. À, mình chia sẻ chút xíu về cái việc ôm cua bằng tay ga nha các bạn. Khi các bạn ôm cua bằng tay ga, các bạn thắng gấp hơn bình thường nha. Ví dụ như cái đây tới cua này, các bạn phải thắng ở đây nè, thắng gấp luôn. Rồi các bạn ôm cua, chứ bạn không có rà nha. Nè, cái đợt mình xém té ở đây nè, nước đỏ nó tràn xuống á, nó làm cho cái đường nó trượt. Đi sợ. Mùa này mùa khô các bạn không thấy nè. Đây, đây nè, đó. Khi mà đứt đỏ khúc này nó nhiều quá, là đi mô tô để nó trượt bánh, nó trượt thấy sợ luôn á. Trượt ngu cả người luôn. Hay là đem lều ra đây cắm trại nhỉ? Quay lại cái thắng. Thì khi các bạn ôm cua á, cái nó ôm cua cho nó nó ôm cua cho nó sang mồm á, trước khi các bạn đi thẳng vậy nè. Thì khi các bạn muốn cua bên phải á, các bạn thử lấy qua bên trái. Có nghĩa là các bạn đi qua bên này để các bạn ôm cái cua phải như vậy, chứ không phải là các bạn đang ở bên phải, sau đó các bạn ôm tiếp bên phải thì rất là dễ hố cua. Khi các bạn hố cua là ra lên bên kia luôn. Mình ví dụ nha, mình có cái cua mình sẽ chỉ cho các bạn. Nè, ví dụ mình ôm cua bên phải nè, mình từ bên phải nè, mình tấp vô. Thì khi mà mình bị hố cua thì mình sẽ lũi vô trong vực, có nghĩa là lũi vô trong lề này. Đó, thì với một cái cua khuất như vậy á, các bạn không có đi bên này nha. Nếu như các bạn đi sát bên phải để các bạn ôm cua, để các bạn ôm cua thì nó rất là dễ hố cua và rất là nguy hiểm. Các bạn phải ôm cua bên nào á, thì sẽ đi qua bên hướng ngược lại. Nếu như mà cái đèo đó đủ vắng, đủ ok thì các bạn lấn qua đây bên này để các bạn ôm vô như vậy. Đó, ví dụ như bên này là tình huống này nè, thì mình sẽ đi sát qua bên phải nè, để mình ôm qua bên trái nè. Đó, mình ôm qua bên trái nè. Đó, ôm qua bên trái, ôm qua bên trái. Đó, ôm qua bên trái. Đó, ôm qua bên trái, anh thấy không? Rồi, đi qua bên phải nè, thì từ bên đây nè, mình tấp vô. Mình tấp vô bên phải. Đó, mình ra bên trái, mình tấp vô bên phải. Đó, thì các bạn ăn gian được một khúc cua, một khúc đường để các bạn ôm cua. Nếu như các bạn, mình không biết mình giải thích các bạn có hiểu không? Các bạn không hiểu gì các bạn cứ comment, các bạn hỏi đi. Những cái comment mà thuộc dạng câu hỏi quan trọng đó, thì mình sẽ cố gắng mình trả lời nha. Tại vì nó nhiều lắm, mình cũng ngại trả lời lắm. Thì có nghĩa là các bạn ôm cua bên nào thì các bạn lấy qua lên bên kia. Thì các bạn chỉ được phép lấn lên ha. Các bạn chỉ được phép lấn lên khi các bạn nhìn đằng trước không có một bóng xe nào hết. 100% là không có xe thì các bạn hãy lấn lên. Còn nếu không các bạn cứ nè, từ đây các bạn lấn vô bên đây. Các bạn ở giữa vạch trải đường thôi. Ví dụ đây nè, muốn bên trái đúng không? Thì mình đi bên phải, mình qua bên trái. Đó, đằng trước mình thấy nó có lề bên trái đúng không? Thì mình sẽ qua bên phải. Đó, mình sẽ đi bên phải, mình lướt qua. Thì bên đây là cua phải nè, mình qua bên trái nè. Mình lướt qua nè, đó. Thì mình sẽ đắp vô cái cua như vậy. Đó, nó sẽ rất là mượt cua. Cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Còn nếu như các bạn mua cua trái và các bạn tấp qua trái á, thì khi các bạn hố cua là bạn qua bên kia luôn. Các bạn đi qua lề bên kia thì người chiều họ vô là họ xúc bạn luôn, không có nói nhiều. Là nó rất là nguy hiểm, đèo á nó rất là nguy hiểm các bạn. Tại vì đó, đây thì nó dễ nè. Đây á thì các bạn cứ lấn qua các bạn ôm thôi. Đó, đây thì nó dễ. Đó, ví dụ như gốc cua này nè, là nó khuất rồi, các bạn đâu có biết là đằng sau cái vách này là cái gì đâu. Cho nên nếu các bạn đứng ở đây nè, các bạn ôm qua á, là các bạn hố qua bên trái, có nghĩa là qua cái lên ngược chiều. Xe họ đi trước, họ đi lên á, không có ai phải ngứng kịp hết á. Từ đây nè, đó rồi ôm qua. Đó. Ví dụ đây nè, tấp sát bên phải nè, ôm qua trái nè, ôm qua trái nè. Đó, ôm qua trái. Các bạn thấy không? Mình không có cần phải cua nhiều mà cái xe của mình nó vẫn tròn một cái đùi cua. Đó, nó vẫn tròn rồi qua bên phải nè, thì qua bên trái xong rồi tấp vô. Đó, tấp vô. Tấp vô. Đó. Đó. Nó sẽ làm cho các bạn tốc độ các bạn nhanh hơn. Qua bên trái thì mình sẽ qua sát bên phải chút xíu để mình ôm cua. Rất là dễ chịu ha. Nếu như các bạn áp dụng cái cách đó thì là cách đầu tiên đó là lấy len để ôm cua nha, lấy len bên ngược lại để ôm cua bên hướng ngược lại.
ở bên trái thì lấy bên phải, mà ở bên phải thì lấy bên trái. Rồi cái tiếp theo, nếu mà đối với tay ga thì cái đèo này thì đối với mình nó quá đơn giản rồi, thì mình sẽ chạy nhanh thử rồi tới khúc cần nói mình sẽ cho các bạn hình dung dễ hơn ha. Rồi tốt nhất đi đèo thì các bạn chạy tốc độ vừa phải thôi các bạn, không có nên đi nhanh. Thì nhanh cỡ nào thì các bạn cũng tiết kiệm được có vài phút rồi. Bây giờ mình nói về, nói kỹ hơn về thắng nha, tại vì thắng là cái quan trọng nhất. Rồi khi các bạn có tập xe thì cái đầu tiên các bạn tập là phải tập thắng. Thắng nó quan trọng lắm. Rồi ví dụ mình muốn đi nhanh là mình tăng tốc độ nè, vô cua nè, thì mình thắng gấp cái, rồi mình ôm cua. Mình thắng gấp cái rồi mình kiến là mình thắng tới một cái tốc độ mình có thể kiểm soát được cái cua đó, một cái dòng cua đó, thì mình sẽ thắng gấp xuống luôn, chứ mình không có rà, mình không có rà nha. Hoặc là các bạn thắng kịch sàn luôn, ví dụ như là lết bánh á, là 100% lực thắng thì các bạn thắng phải từ 70-80% lực thắng luôn, thắng kịch sàn luôn cho mình, thắng kịch sàn như vậy. Rồi các bạn ôm cua thoải mái đó, thì khi ôm cua các bạn lên thẳng dài như vậy. Đối với tay ga thì các bạn không bị trượt bánh khi mà ôm cua đâu, đừng có lo, lên ga như vậy. Rồi tới khúc cua này nhanh quá, thắng kết lại, rồi ôm cua đó, kiểu như vậy. Chứ các bạn không có rà nha, ví dụ như là các bạn không có rà 20-30% thắng nha. Trên đèo mà các bạn rà thắng nhiều á là một hồi cái đĩa các bạn nó nóng lên, cái đĩa nè, cái bố nè, nó nóng lên, dầu nó bị sôi lên, thì khi mà cái lực thắng các bạn bóp á, nó sẽ không còn ăn như lúc đầu nữa. Nếu các bạn cứ rà liên tục, các bạn bóp là bóp kịch sàn như vậy rồi buông ra đó, thì nó ok. Nhưng nếu các bạn cứ gà là cực kỳ nguy hiểm luôn. Bạn hãy cân nhắc và lưu ý cái điều này nha. Phải rất là cân nhắc về cái thắng luôn. Còn cái lên đường thì mình thấy các bạn hay sai. Tiếp theo, cái thứ ba là cái góc nhìn. Góc nhìn ở đây có nghĩa là với cái cua này nè, các bạn không có nhìn đây mà cái nhìn thẳng qua đây nè, nhìn qua cái đỉnh cua nè, đỉnh cua nè, đó. Các bạn ôm đi đâu thì các bạn nhìn ở bên đó, đó, ôm vào cái đỉnh cua. Thì bên phải thì các bạn nhìn thẳng qua bên phải luôn, nhìn qua bên phải luôn, nhìn ở tới cái đỉnh cua, đó. Đỉnh cua có nghĩa là cái góc khuất. Cái góc khuất của các bạn thì các bạn nhìn thẳng qua bên đó luôn. Cứ nhìn bên nào thì mình sẽ ôm cua bên đó, nhìn hướng nào mình sẽ ôm cua hướng đó. Đó là cái mình không biết giải thích sao, tại vì mình được học như vậy. Và ngày xưa kinh nghiệm mình cũng là như vậy đó các bạn. Ngày xưa nếu như mà các bạn cứ nhìn hẹp hẹp, ví dụ như là ở đây mà các bạn nhìn gần gần nè, giờ mình ví dụ nha, ví dụ ở cua bên trái nè. Đó, ôm cua bên trái nè. Mà các bạn nhìn gần ở đây nè, là các bạn lủi đó luôn, thấy không? Các bạn nhìn gần ở đây là các bạn lủi đó luôn. Vậy các bạn phải nhìn xa ra, khuất cái tầm nhìn luôn. Rồi mình thắng lại nè. Rồi thì cái nào gọi là đỉnh cua thì có nghĩa là đây là hướng thẳng nè, đây là hướng bên phải nè, thì các bạn nhìn bên cái góc khuất đó đó. Không biết cái cam mình có thấy không? Để mình mở cam ra. Đây thẳng đây là hướng thẳng nè. Thì mỗi lần các bạn ôm cua là các bạn nhìn qua bên này, nó nhìn ngang cái mép này nè. Để ôm cái cua thì bất kỳ một góc độ nào các bạn cũng phải nhìn ngang cái mép này để ôm cua. Thì các bạn nhìn bên nào các bạn ôm bên đó. Chứ không phải là khi ôm cua các bạn nhìn sát sát ở đây, nghĩa là gần á, nhìn xa ra một chút thì nó sẽ đỡ hố cua và các bạn biết trước là ở đằng xa kia nó có cái gì. Chứ để tới đó các bạn mới thấy là các bạn phản ứng không có kịp nha. Bạn phải lưu ý nha, lên đây. Xong tập là nhìn ở góc này. Nhìn góc này chứ không phải nhìn góc này. Cũng không có nhìn góc này mà nhìn ở góc này nè. Đó, ngay góc ra đó. Thì thật ra đó là ba nguyên tắc cơ bản, nó còn nhiều lắm. Nó có bao gồm cả xử lý tình huống, kỹ năng phán đoán. Đôi khi các bạn cũng có thể đôi khi cái đường thực tế ở đây nè, nó không có cho phép các bạn lấy qua lên bên này để mà ôm cua bên này. Nó sẽ không có như vậy đâu, cho nên là đừng có đập khuôn quá. Nhưng mà đó là những cái yếu tố an toàn, các bạn cứ tập thử đi. Nếu là nào giờ các bạn chưa biết thì các bạn hãy hình dung cái câu chuyện như vậy để nó an toàn nhất có thể ha. Nhớ nha, mình sẽ lặp lại. Đó là cái đầu tiên là cái lấy len, ôm bên nào thì lấy qua bên hướng ngược lại, ôm bên phải thì chạy qua len bên giữa rồi đắp vô bên phải đó. Còn cái thứ hai là cái thắng quan trọng. Thì thắng là thắng kịch sàn vô đèo á, là thắng kịch xuống như vậy rồi đắp vô, chứ không có thắng rà. Tùy thôi à, nếu như cái bố của bạn mà nó bà đã mòn đủ lâu và nó bị chai bố rồi thì cái lực thắng các bạn sẽ bị yếu dần. Các bạn phải bóp kịch sang hơn nữa thì nó mới ăn. Mà cứ trên đường đèo mà chả biết cái đèo nó dài bao nhiêu đâu, cho nên cứ nắm giữ cái nguyên tắc đó là đi nó an toàn. Và cái tiếp theo là cái góc nhìn. Đó là ba nguyên tắc cơ bản ha. Rồi ok, mình dí theo đây. Chứ bây giờ là trễ lắm rồi. Nó còn cả body nữa các bạn. Từ phần bụng đi lên và từ phần bụng đi xuống nó có body nữa. Thì cái này các bạn mới đóng tiền học rồi, mình không có dám chỉ bậy. Tùy body mỗi người mỗi khác các bạn. Mỗi người mỗi khác và cái cách chạy của bạn và tùy cái dòng xe nữa, mình không có chỉ được. Đó, cái này phải nhìn xa cua nè, đó. Bạn thấy không? Mình chạy tốc độ trên cái cua hồi nãy là 70 mà mình đi rất là thoải mái, rất là bình thường, mình cảm giác an toàn. Chứ không phải là nhanh mà mình cảm thấy nó nguy hiểm, không có đâu. Nếu các bạn nhìn đúng và lấy len đúng á là nó an toàn lắm. À, nhìn xa ra nè,
lấy lên bên phải nè, đắp qua bên trái nè, đó, đắp qua bên trái nè. Nó rất là easy luôn. Tại vì mình đi mô tô á, cái tốc độ mà ôm cua của mình á, nó cũng khoảng 80-90 chứ nó không có như con này. Thật ra đối với mình mấy cái cua này thì gọi là cua lơi, có nghĩa là nó không có quá gắt để mà mình cần phải áp dụng quá nhiều kỹ thuật. Thì thật ra mình đi ở giữa đây, để mình ôm theo cái giữa cũng ok, tại vì góc của mình nó nghiêng chưa có đủ đô để mình gọi nó là nguy hiểm thì nó ok. Còn nếu mà nhanh quá mà các bạn không để ý á, là bạn sẽ bị hố cua kia, là một là lũ vô kia, hai là lũ qua bên kia. Rất là nhiều người bị rồi, mình thấy trên mạng rất là nhiều nhưng mà chưa có dịp để nói rõ hơn. Và mình sẽ có một cái tour để nói rõ hơn về cái vấn đề này. Cái tour này mình sẽ mời chuyên gia các bạn. Mình sẽ mời chuyên gia vào để chỉ các bạn cho nó cận tình hơn. Video này mình chỉ nói sơ bộ như vậy. Và mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm nha các bạn. Không phải là dạy các bạn để làm cái này làm kia đâu. Thì các bạn hồi nào giờ đi đã an toàn cách nào rồi thì cứ áp dụng cách đó đi, không sao hết. Bạn nào chưa biết thì có thể áp dụng cách của mình. Tại vì mình áp dụng cách này để mình đi đèo và mình cảm thấy rất là tự tin và rất là an toàn. Nè, sáng kịch sàn nè, rồi tập cua nè. Đó, sáng kịch lại rồi thấp. Nè, ví dụ tình huống này nè, cần thắng gấp nè, thắng gấp lại nè, kịch lại rồi ôm cua. Đó, nó sẽ tăng được cái tốc độ rất là nhiều, rồi ôm cua. Tay ga nó sẽ khó hơn là xe côn hoặc là xe số. Tay ga thì lúc nào cũng khó hết đó các bạn. Thấy không? Đó, với tình huống hồi nãy mà mình không lấy le bên phải để mình đắp qua là mình lủi luôn cái chiếc kia liền, chạy sao nổi, chạy sao kịp, không thể nào thoát được, lủi chắc. Các bạn thấy đấy, thường người ta sẽ không có hình dung được câu chuyện ở đâu, tại vì cái tốc độ của các bạn đi á nó quá chậm đi. Ví dụ tốc độ này nè, trời ơi, mình nói các bạn hả, các bạn đi luôn cái len giữa này nè, các bạn ôm theo cái len luôn cũng được nữa, tại tốc độ nó chậm mà, chậm á thì nó dễ lắm nè, ôm theo cái len nè. Đó, gần như là góc lái mình nó còn chưa nghiêng, cái xe mình còn chưa kịp nghiêng nữa là mình đã hết cua rồi. Nhưng mà tốc độ cao thì nó sẽ khác. Đó là cái kinh nghiệm của mình trong cái vấn đề đi đèo nha. Các bạn hãy lưu ý nha. Nhớ lưu ý nha. Rất là nguy hiểm khi mà các bạn không có nắm được những cái quy tắc cơ bản trong cái việc ôm đèo đâu. Rất là nguy hiểm luôn. Nãy mình mới chỉ cho mình xong. Hello rụng. À, từ bên phải nè, tập qua nè, đó. Rồi, còn bây giờ là mình đi chậm mà, mình chốt đoàn mà, không có đi trước được. Nước mía đâu má? Nước mía? Sao được không? Có thấy khác biệt không? Có thấy khác biệt khi mà em nhìn xa không? Cứ nhìn xa ra là được. Không thấy sợ. Hả? Đúng rồi, em nhìn xa thì em không thấy sợ là cái thứ nhất. Rồi, tiếp tục cái thứ hai á, là em ôm cua bên nào á thì em đi qua hướng ngược lại. Có nghĩa là khi em, nó có hai len đường đúng không? Khi em ôm bên phải á thì em sẽ chạy qua sát là bên trái trước khi em ôm bên phải, hiểu không? Chứ mà em không có đi ở giữa rồi em ôm cua hoài được. Đối với những cái cua gắt á thì em đi qua hẳn một bên để ôm cua qua bên kia nha. Ôm cua phải thì đi qua bên trái, ôm cua trái thì qua bên phải, ok không? Dễ mà đúng không? Là em thấy khác liền luôn, là tốc độ em tăng liền. Con trai, trời ơi, đi ngó nghiêng ngó nghiêng ngó nghiêng ra cắn giờ kìa. Còn mà đúng dữ luôn á. Ra chạy lên giỡn với tao đó, chạy vô ông kia sủa. Cái ghét không? Con mèo chạy ra dữ luôn kìa. Nó sủa kìa. Thôi ăn cơm các bạn ơi, nó bụng quá à.